Xin chào cả nhà, hôm nay cơ sở gỗ Mạnh Sơn em xin giới thiệu đến cả nhà một mẫu bộ ba tam đa phúc lộc thọ, chất liệu là gỗ hương, hàng liền khối 100% ở nhà nha. Sản phẩm được chế tác tứ diện, cực kỳ kênh bong luôn, và đây cũng là mẫu mới thị trường bên em ạ. Sản phẩm có chiều cao 80, chiều rộng 28 và chiều sâu là 22 phân, được đục hoàn toàn bằng tay ạ, rất là kênh bong luôn cả nhà nha. Rồi, ngay bây giờ em sẽ đưa camera lại gần để các bác ngắm kỹ hơn từng chi tiết của siêu phẩm bộ tam đa này ạ. Cao 80, gỗ rất là to bản luôn các bác nha. Từ diện mặt này, từ diện mặt cực kỳ tuyệt vời luôn, rất là hoan hỉ. Các bạn thấy mặt cụ phúc này, cụ lộc, cụ thọ, ba cụ mặt cực kỳ sắc nét và kỹ càng luôn nha. Em tuyển nghệ nhân top đầu chế tác những bộ tam đa rất là tuyệt vời đó. Họa tiết hoa văn đều được đục lỗi hết bằng tay các bạn nha, đều được đục lỗi hết bằng tay ạ, cực kỳ đẳng cấp luôn, chặt lỗi hết cành bóng hết cả lên này, các bạn thấy là rất là tuyệt vời luôn. Tam đa thì đại diện cho ba điều của con người hướng đến ạ, đó là nhung con cháu, nhiều tài lộc và sống lâu ạ. Và đây sẽ quay đằng sau các bác cùng ngắm tác phẩm này, không chỉ mặt trước mà mặt sau cực kỳ sắc nét luôn các bác nhá, mặt sau cũng cực kỳ sắc nét luôn đó, tất cả họa tiết đều được chặt lổi hết bằng tay lên ạ. Em lựa cái phôi gỗ cực già luôn các bác nhá, gỗ cực già luôn đó, các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm, nhiệt độ bền theo thời gian của sản phẩm. Gỗ rất ít khi bị lứt lẻ các bạn nhá, gỗ hương đá rất ít khi lứt lẻ luôn đó, đục cực kỳ sắc nét và tinh xảo luôn. Bộ này kể phòng khách trên một cái kệ thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn ạ, quá đẳng cấp luôn. Từng cái thỏi tiền, thỏi vàng này đều được chặt lỗi rất là kênh bong rồi. Và để có giá tốt của bộ tam đa thì cả nhà vui lòng liên hệ cơ sở bên em qua hai số điện thoại 083 55 567 hoặc 0345 72 96 ạ. Em xin chào cả nhà.